đó kia kia đó đó. Mới tôi trả. Anh như vậy với ai vậy? Hả? Tường chở. Tường chở hả? Lúc này nó có xe buýt đậu trước nhà em á. Anh leo lên xe buýt ở chợ Sài Gòn xuống ngay chỗ nhà em là 3.000, nó đậu trước nhà luôn. Rồi nó chạy tới Long Phước luôn. Dạ, xe buýt đậu. Ở tại bến chợ Sài Gòn á. Nó chạy tới trước nhà em. Anh đi cái tiếng là Sài Gòn Long Phước. Leo lên đó đi. Thank you.
Dạ, chào chị. Lâu lắm rồi mới thấy ông ngoại bà ngoại xuống. Đám gió là phải xuống chứ sao bỏ được. Hôm mùng 2 không có xuống ca karaoke. Rồi bây giờ có coi cái phim đó không? Ba cái coi phim karaoke. Hả? Mùng 2 là ngày nghỉ mà. Yeah.